Hồng Tứ xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Lời Chưa Nói được phát hình hàng tuần trên hệ thống của đài truyền hình SETTV. Như thường lệ thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, Hồng Tứ không thể nào thiếu được một người bạn đồng hành rất là dễ thương, đó chính là MC Ngọc Ánh. Nhưng mà trước khi mà chị phải bắt bí em trước đã, tại vì bình thường như quý vị thấy là Ngọc Ánh vào là hỏi Hồng Tứ, cho nên ngày hôm nay thôi em chào khán giả đi rồi chị có câu hỏi liền cho em nè. Rồi, Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và chị Hồng Tứ đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói. Là bây giờ hôm nay là hỏi em rồi phải không? Đúng rồi, chị vô chị phải làm liền chứ không thôi Ngọc Ánh nhanh của quý vị lần nào vô là cũng bắt bí Hồng Tứ hết. Câu hỏi ngày hôm nay mà chị dành cho em đó là em có thể nói một vài những cái điểm khác biệt, lý do tại sao mà cái điểm khác biệt giữa các bạn trẻ thời nay và thời của bố mẹ ông bà khác nhau như thế nào nè? Em thấy khác nhiều á nha, nếu như mà nói là mình ngồi mình nói hết á thì không biết khi nào nó mới hết. Nhưng mà thôi em nói đại ý chung chung thôi. Tại vì bây giờ tụi mình cũng chia ra là rất là nhiều những cái gọi là nhóm tuổi. Và những cái nhóm tuổi đó thì cũng một cách gọi khác nhau. Ví dụ như em với chị là hai cái khoảng cách thế hệ hoàn toàn khác nhau rồi. Em được gọi là Gen Z. Thì em nhớ là Gen Z bắt đầu từ năm 1997 tới 2012. Còn chị là Gen Millennial, tức nghĩa là những người sinh năm 1981 đến 1996. Còn ba mẹ mình thì đổ ngược lại về trước nữa thì gọi là Gen X. Thì em thấy rằng là khi mà chia ra như vậy thì mỗi cái chu kỳ như vậy á thì em sẽ thấy là sẽ có những cái khác biệt rất là nhiều. Cụ thể nhất là ở cái thời điểm của tụi em đi, sẽ có những cái ngôn ngữ, những cái ngôn từ là thấy hoàn toàn khác biệt. Nhiều khi lâu lâu em còn phải nhắn lại với chị là cái từ này nó là như gì. Đúng không? Còn tất nghĩa là về ngôn ngữ. Còn cái vấn đề thứ hai nữa em thấy nhiều nhất đó chính là về cỡ tụi em trở về sau đó, thì cái vấn đề về giới tính. Cái vấn đề về giới tính được nâng cao lên rất là nhiều, đặc biệt rằng là những bạn giới tính thứ ba. Em thấy rằng là được tôn trọng nhiều hơn và có những cái phong trào dành cho người thứ ba. Xin lỗi, cái quý vị ạ. Dành cho giới tính thứ ba để mà mình có thể mình một phần nào đó để cho những bạn nghĩ rằng là cái đó không phải là bệnh. Tại vì em nhớ không lầm rằng thời gian trước đó, có nghĩa là trước cả thời của ba mẹ ông bà mình, thì cứ nghĩ rằng là con của mình nếu như mà mang giới tính thứ ba, tức nghĩa là những người đồng tính, thì sẽ là những người đã mắc bệnh ở trong người. Thì đây cũng là một trong những cái mà em thấy thay đổi tích cực về mặt của các bạn ở cái thời điểm của tụi em đi. Của chị cũng có bắt đầu thay đổi rồi, nhưng mà em để ý rằng là bắt đầu từ thời tụi em trở về sau thì cái phong trào nó còn nhiều hơn. Nhưng mà thôi, đó là những cái suy nghĩ của em. Còn bây giờ chị thấy là nó thay đổi tích cực là ở phía nào nè? Hồng Tứ nghĩ đó, cái điểm thay đổi này có lẽ là tích cực hay là tiêu cực là tùy theo cái nhìn riêng của mỗi người. Nhưng mà thay đổi về quan niệm tôn giáo là một cái chị thấy rất là dễ bắt gặp. Giống như ngày xưa chúng ta thấy là ở nhà ông bà mình thờ rất là nhiều vị. Chẳng hạn như là đi vòng vòng nhà chúng ta có thờ ông thần tài, ông thổ địa, rồi thờ ông táo vân vân, rồi thờ táo quân hay là thờ bàn thiên ở ngoài, có rất là nhiều như vậy. Thì Hồng Tứ để ý đó, họ tin một cái đức tin rất là mãnh liệt và thờ những vị thần này. Nhưng mà đến thế hệ trẻ ngày nay thì các bạn tin nhiều hơn về khoa học, có nghĩa là những thờ ông địa, ông thần tài không có tin nhiều nữa. Đó là một trong những cái điểm thay đổi mà chúng ta khoan bàn là thay đổi này là tốt hay là xấu. Tại vì thông thường khi mà nói về vấn đề tôn giáo thì chúng ta sẽ không nói đúng sai. Dạ, đúng rồi. Tại vì một khi đã là tín ngưỡng rồi thì là quan niệm cá nhân mà chúng ta không nên phán xét. Có nhiều bạn thì nói là trời sao mê tín dữ vậy, thờ người này người kia. Nhưng đó là đức tin, đó là tín ngưỡng của một người khác thì chúng ta không nên phán xét và bắt họ đi theo tín ngưỡng của bản thân. Cho nên cái điểm thứ hai nữa, lý do tại sao mà các bạn trẻ họ ít khi họ tin vào thờ cúng nhiều là tại vì hiện nay có quá là nhiều những thông tin khoa học đi. Ngày xưa đó thì mỗi khi mà trời sấm sét chúng ta nói là ồ có thiên lôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì những bạn trẻ sẽ đem ra là lý do mây tích tụ điện rồi sau đó tạo ra sấm sét, rồi cũng có nhiều cách để mà giải thích cho lý do tại sao mưa, lý do tại sao bị bóng đè vân vân. Cho nên với nhiều những cách giải thích như vậy, khoa học thay đổi, xã hội thay đổi, cho nên nó làm thay đổi tư duy của người trẻ. Có nghĩa là đời sống thay đổi thì tư duy của mỗi người sinh ra trong khoảng thời gian đó sẽ đi theo nhịp sống khoa học của thời gian đó, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một người sinh năm 1999 lại bắt buộc phải có một lối suy nghĩ giống như là một người sinh năm 1928. Xã hội nó khác nhau rồi, vật chất nó cũng khác nhau, khoa học nó cũng khác nhau. Cho nên ở đây mình không bàn về đúng sai mà mình chỉ nói là thời thế tạo ra anh hùng thôi. Dạ đúng rồi, tại vì em để ý rằng là em nhớ cái thời mà còn của bố mẹ mình đi. Tức nghĩa rằng là cái thời hồi xưa đó, khoảng năm 1970-1980, thì cái vấn đề về sự phát triển của công nghệ nó không có quá nhiều. Tức nghĩa là thông tin mình vẫn gói trong những cái cuốn sách nè, hoặc là những cái tờ báo. Còn bây giờ thì các bạn trẻ không nhất thiết rằng là phải mua một tờ báo, hay là thậm chí rằng là phải gửi mail
hàng ngày mà chúng ta vẫn có thể là đọc news qua trên iPad, trên điện thoại, thậm chí trên máy tính bảng. Và những cái điều này cũng là một trong những cái công nghệ thay đổi rất là nhiều mà giữa hai thế hệ vẫn có những cái khoảng cách mà khiến cho chưa có thể nào mà có thể là cùng cái lối suy nghĩ được. Cho nên là em mới để ý rằng là có những cái rất là nhiều sự thay đổi. Nhưng mà thôi, bây giờ có một cái sự thay đổi mà em thấy rằng là dạo gần đây có rất là nhiều bạn dấy lên tranh cãi này. Đó chính là hồi xưa đó, ông bà mình thì có hay nói rằng là phụ nữ á, mà qua cái tuổi thứ 30 là chắc chắn là sẽ thuộc, mà không có lấy chồng nha, là sẽ thuộc vào cái hàng là gái ế. Tức nghĩa rằng là những người phụ nữ này là phải có những cái lý do như thế nào đó. Tức nghĩa rằng là bao che cho cái việc là ồ, cái người này họ không đẹp, hay là cái người này như thế nào, khiến cho cái việc rằng là 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Nhưng mà còn ở cái lứa tuổi của tụi mình hiện đại hơn đi, thì em để ý rằng là 30 tuổi không phải là ế, mà 30 tuổi rằng là vẫn còn độc thân, vẫn còn rất là vui vẻ để mà tạo dựng sự nghiệp. Thì theo chị cái quan điểm này nó như thế nào nè? Theo dòng tứ quan điểm là như thế này. Lý do tại sao mà hồi xưa họ lại đặt nặng vấn đề phụ nữ là phải lấy chồng? Mình phải nói thì theo cái xã hội phong kiến đó, người phụ nữ lệ thuộc vào người đàn ông rất là nhiều. Hồi nhỏ người phụ nữ sẽ lệ thuộc vào người bố, nếu như mà không có bố thì là anh cả trong nhà. Nói chung là lệ thuộc vào đàn ông từ ở trong nhà. Đến khi mà kết tới độ tuổi lấy chồng đó là lệ thuộc vào người chồng. Lý do tại sao? Tại vì cái khả năng của người phụ nữ ngày xưa họ không có được tự do giống như bây giờ. Đi làm đôi khi cũng không có được đi làm một cách tự do giống như hiện tại, cho nên về kinh tế, về tài chánh phụ thuộc rất nhiều vào đàn ông. Bởi vậy cho nên người ta nói đó là đàn ông giống như là cái trụ cột chính ở trong nhà, chứ ít khi người ta nói là phụ nữ là một trụ cột chính ở trong nhà. Mà người ta thường đặt đó, phụ nữ lúc nào cũng sẽ là đứng sau người đàn ông. Đó là cái quan điểm ngày xưa. Tại vì xã hội hạn chế quá nhiều việc, cho nên việc phụ nữ mà lệ thuộc vào chồng có rất là nhiều chuyện, từ gia đình, từ tài chánh, cơm ăn, áo mặc, rồi con cái v.v. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện nay thì phụ nữ có nhiều những quyền tự do hơn, chúng ta được đi làm nhiều ngành nghề. Và thêm một điểm nữa mà chị để ý là phụ nữ ngày nay biết chăm sóc bản thân hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Có nghĩa, đúng không? Có nghĩa là thí dụ như mà mình để ý một người phụ nữ vào độ tuổi 30, 32 ngày xưa, có thể là họ không có đủ điều kiện giống như bây giờ để mà chăm sóc bản thân. Họ nhìn sẽ lớn tuổi hơn. Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta có nhiều cô 40 mấy, 50 mấy nhưng mà vẫn rất là trẻ đẹp, biết chăm sóc bản thân rất là kỹ. Cho nên với một người mà trẻ đẹp như vậy thì chúng ta không thể nào mà nói là cô này ế, không ai thèm hết. Và phụ nữ ngày nay thì họ nhận ra được giá trị của bản thân, có nghĩa là giá trị của mình không lệ thuộc vào người đàn ông bên cạnh, mà mỗi người sẽ có một giá trị riêng. Dạ đúng rồi, tại vì em để ý rằng là những cái thời mà hồi xưa lúc mình học lịch sử đó thì cũng có rất là nhiều những cái cuộc phong trào để mà ủng hộ cho phụ nữ. Tại vì phụ nữ của thời phong kiến hồi xưa thì không được đi học. Đặc biệt rằng là em nhớ rằng là nếu mà trong nhà mà sinh con gái đầu, hoặc là bản thân là nếu như mà trong nhà có con gái thôi, thì nhiều khi các chị hoặc là các em chỉ được học đến khoảng lớp 8, thậm chí là chưa kịp đi học nữa thì chắc chắn là sẽ phải nghỉ nhà để cho anh của mình hoặc là cho em trai của mình đi học. Để mà tại vì gia đình cũng nghĩ rằng là gia đình cũng chỉ có một đứa con trai thôi, cái người mà sau này có thể làm được nên việc lại là người con trai. Thì cũng có những cái câu chuyện rằng là những cái người này khi mà họ đi học thành công thì họ cũng về họ giúp đỡ cho gia đình. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những câu chuyện rằng là những anh này thật sự rằng là lo ham chơi, tại ở nhà được cưng quá, nhà chỉ có một mình là con trai thôi, cho nên là mình cũng nghĩ rằng là mình muốn gì được nấy, cho nên cái việc học mình không có quan tâm. Cho nên những cái điều này khiến cho phụ nữ bị thiệt thòi hơn rất là nhiều so với thời phong kiến ngày xưa. Nhưng mà thôi, nhưng mà trước khi mà đến với những cái vấn đề tiếp theo sau quanh câu chuyện là thế hệ trẻ và những thế hệ đi trước, thì Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ sẽ tạm thời nghỉ lời cho phút thông tin thương mại nhé. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV để mà quay trở lại với chương trình Lời Chưa Nói.
Chủ đề ngày hôm nay có thể là chúng ta so sánh hai lối suy nghĩ khác nhau giữa hai thế hệ khác nhau. Mà Hồng Tứ thiết nghĩ lý do tại sao lại có đề tài này? Tại vì mỗi người cần phải có một đầu óc, phải có một cái suy nghĩ cởi mở hơn để mà chúng ta tiếp nhận nhiều luồng thông tin, chứ không thể nào mà chúng ta cứ ngồi yên và giữ lấy ý kiến riêng của mình mà chúng ta không chấp nhận là xã hội đang thay đổi. Cái này là cho cả hai phía, kể cả người lớn và kể cả giới trẻ. Các bạn trẻ thì cũng phải cần hiểu lý do tại sao mà bố mẹ mình lại có những niềm tin như vậy, xã hội ngày xưa như thế nào, chứ chúng ta cũng không có nên gạt bỏ những suy nghĩ của họ hay là chúng ta hạ thấp suy nghĩ của họ. Và những người lớn hơn thì cũng nên hiểu là tại sao con cái của mình nó lại có suy nghĩ khác với mình quá vậy. Không phải ở đây là ai đúng ai sai, mà là xã hội mỗi người lớn lên khác nhau, cho nên cách dễ nhất là để cho tâm trạng đầu óc cởi mở. Dạ đúng rồi, tức nghĩa là hồi nãy mình nói ra cái vấn đề rằng là phụ nữ đi, thì em bắt thêm một câu chuyện nữa rằng là em để ý rằng là phụ nữ của thời bây giờ đó có một cái là điều thú vị em nhận ra thôi, đó chính là đánh ghen rất là văn minh. Chị có để ý không? Tức nghĩa rằng hồi xưa đó em để ý rằng là mỗi lần một câu chuyện người thứ ba xuất hiện thì cái người đầu tiên bị đánh sẽ là cái cô người thứ ba, hoặc là thậm chí rằng là cái anh bồ kia, chứ không phải rằng là người trong cuộc. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em để ý rằng là các bạn trẻ văn minh nhiều hơn, thay vì rằng là phải đi đánh ghen, thay vì phải tức giận lên cầm cây cầm chổi đồ này kia, thì các chị lại quyết định rằng là một cách văn minh là giải quyết tại nhà, giải quyết nội bộ trước, sau đó thì mới tới những cái người râu ria bên ngoài. Tại vì họ cũng quan điểm một điều em thấy nó mới hơn, tức nghĩa rằng là nếu như mà ở trong không có lửa sao có khói, cho nên là nếu như mà ở trong nhà mình không có lục đục thì tại sao bên ngoài thì cái anh chồng này mới đi ra ngoài mới ngoại tình. Cho nên những cái câu chuyện này em để ý rằng là đây cũng là một trong những cái điểm tích cực thay đổi về cái mặt phụ nữ. Nhưng mà hồi nãy em có nhớ rằng là em có nói qua với chị về cái vấn đề rằng là bình đẳng về giới tính. Thì em đố chị là tại sao hồi xưa đi là ông bà mình lại không chấp nhận cái giới tính thứ ba, mà để đến tận thời điểm bây giờ mình mới bắt đầu có những cái phong trào như vậy? Cái này là chị đoán thôi nha, Hồng Tứ chỉ phỏng đoán thôi, lý do tại sao mà ngày xưa họ không chấp nhận giới tính thứ ba. Nói đây mình không nói là ngày nay tất cả mọi người đều chấp nhận. Mình phải nói sự thật là hiện nay cũng có rất là nhiều người, họ nếu như mà con ở trong gia đình là giới tính thứ ba, họ không chấp nhận chuyện đó. Tại vì ngày xưa đó, cái quan niệm giới tính thứ ba về mặt y tế, về mặt sinh học nó chưa hình thành, cho nên họ không hiểu giới tính thứ ba là gì. Và đôi khi họ nghĩ là cái này là một cái hành động sai trái, có nghĩa là chưa có đầy đủ khoa học để mà giải thích cho họ hiểu là cái thứ nhất. Với lại cái thứ hai nữa, ngày xưa họ quan niệm chẳng hạn như bây giờ sinh ra được một đứa con trai là hy vọng nó sẽ cưới vợ để mà nối dòng nối dõi. Nhưng mà bây giờ đứa con trai đó, nhưng mà thật sự trong bản thân anh chàng này lại là một cô gái, thì chắc chắn bố mẹ ở nhà sẽ không bao giờ chấp nhận được. Tại vì, ủa, tôi sinh ra đứa con trai là đã thấy là vang danh cả gia đình rồi, có cháu nội ở trong nhà là vang danh rồi, nhưng mà bây giờ phải đi nói với hàng xóm là ồ, con tôi nó thích làm con gái. Mặt mũi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là việc nói dòng nói dõi cho gia đình. Con Hồng Tứ nghĩ đây là một trong những lý do tại sao mà ngày xưa họ khó để mà chấp nhận việc này. Theo em thì em có đọc một cái bài báo trên mạng đó, thì thật sự ra cái giới tính thứ ba hồi cái thời hồi còn xưa, xa hơn nữa khoảng mấy ngàn năm trước, thì thật sự giới tính thứ ba đã có rồi. Đúng. Nhưng mà rất là nhiều những cái chiến tranh nổ ra và lịch sử thay đổi dần, cho nên là cái vấn đề về giới tính thứ ba dần dần sau đó bị lãng quên. Và sau đó chúng ta chỉ còn có hai giới tính là nam và nữ. Và những thời gian gần đây thì em để ý rằng là khoa học phát triển hiện đại hơn, đây cũng là một trong những cái là cảm ơn về công nghệ. Bởi vì là khi mà khoa học phát triển ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những thông tin kiến thức khiến cho các bạn trẻ nhận ra một điều rằng là người của giới tính thứ ba không phải hoàn toàn là họ có bệnh, hay là tại vì ba mẹ mình không làm cái điều gì đó không đúng, hay là hồi xưa thì ông bà mình có quan điểm rằng là tại vì gì, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho nên rằng là có nghĩa là cha mẹ mình phải làm điều đó sai trái, cho nên là mới sinh con ra mang giới tính thứ ba không có phù hợp, không có hòa đồng với cộng đồng. Thì đây cũng là một trong những cái suy nghĩ hồi xưa. Nhưng mà bây giờ thì các bạn đã tân tiến hơn và các bạn cố gắng đưa cái vấn đề giới tính thứ ba lên để ủng hộ như vậy. Em còn nhớ rằng là đã có gọi là Happy Pride Month nữa, tức nghĩa rằng là ủng hộ cái tháng đó cho những người giới tính thứ ba. Và đây cũng là một trong những cái thay đổi rất là tích cực. Tại vì sao? Người giới tính thứ ba thật sự họ không có muốn. Mà đây cũng chỉ rằng là một trong những cái sai trái trong cái vấn đề về y học thôi. Cho nên rằng là nếu như thật sự ở thời điểm hiện tại rất là nhiều những bạn trẻ vẫn chưa dám đứng ra. Mặc dù em nói rằng là được ủng hộ, nhưng mà không có nghĩa rằng là
100% mọi người đều đồng ý. Tại vì vẫn có rất là nhiều bạn, những câu chuyện em đọc ở trên mạng đó chị, là tại vì những bạn này họ không có dám nói rằng là họ giới tính thứ ba, họ đồng tính, tại vì họ sợ rằng là ba mẹ không có chấp nhận. Đúng. Đặc biệt rằng là nếu như mà kể cho bố, cho ba nghe, cho mẹ nghe thì chắc chắn là sợ ba mẹ buồn, sợ ba mẹ nghĩ rằng là con của mình làm xấu hổ gia đình, sợ con mình làm xấu hổ với bà con hàng xóm. Cho nên là những cái điều này khiến cho các bạn trẻ không có dám đứng ra về cái giới tính thứ ba của mình. Với thêm một điểm nữa mà quý vị nhớ ngày xưa đó, ngay từ đầu chương trình Hồng Tứ đã nói rồi, những người mà về thế hệ trước họ tin vào tôn giáo rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Và giới tính thứ ba trong tôn giáo ngày xưa nha quý vị, thì đây là một điều giống như là tội lỗi vậy đó. Dạ, chính xác. Họ nói những người này là những người không lành lặn, những người này là những người mang tội. Cho nên một khi mà tôn giáo ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của con người thì họ không biết phải đặt niềm tin vào đâu, và họ đặt niềm tin chỉ vào trong tôn giáo mà thôi. Và một khi tôn giáo nói là việc này sai thì họ sẽ chắc chắn tin theo 100% là sai. Cho nên vô tình thì những người mà ngày xưa đang ở trong cái tình trạng giới tính thứ ba, họ chịu rất là nhiều những cái áp bức từ xã hội, từ tôn giáo, từ gia đình, từ những người thân xung quanh. Bởi vậy cho nên ít có người nào họ dám đứng lên họ nói. Cho nên hiện giờ mình nói không phải là giới tính thứ ba là một cái gì đó mới mẻ hiện nay đâu. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ được chú ý trong thời gian gần đây thôi. Có nghĩa là ngày xưa đã có giới tính thứ ba rồi, nhưng mà họ không thể nào họ lên tiếng, họ không được công nhận, và thậm chí họ còn bị trừng phạt về cái giới tính của họ nữa. Cho nên rất là khó để cho những người giới tính thứ ba ngày xưa để mà lên tiếng thừa nhận giới tính của mình. Dạ đúng rồi, với lại một phần nữa hồi nãy chị Hồng Tứ có nhắc về vấn đề tôn giáo. Thì thật sự ra vấn đề tôn giáo nó không phải là một cái vấn đề mà ai đúng ai sai, mà nó lại vấn đề về tín ngưỡng nhiều hơn như chị Hồng Tứ chia sẻ. Thì ở thời điểm hiện tại em để ý rằng là có rất là nhiều bạn được gọi tiếng Anh là atheist, tức nghĩa là những người này họ chỉ tin vô khoa học. Tức nghĩa rằng là hoàn toàn ở một bên khoa học, không liên quan gì đến tôn giáo, không liên quan đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng của họ rằng là miễn là mình là một người tốt. Nhưng mà khi mà sống chung một mái nhà với ông bà của mình những cái thế hệ trước đó, thì vấn đề đã bắt đầu tranh cãi nảy lửa hơn. Khi mà ông bà mình tất nhiên là có tín ngưỡng, tại vì ông bà mình nghĩ rằng là phải có đức tin, phải có tín ngưỡng thì mình mới có thể trở thành người tốt. Còn các bạn cứ nghĩ rằng là mỗi thứ trên đời này đều có quả báo cả, làm đúng hay làm sai, tất nhiên là các bạn tin vào bản thân của mình nhiều hơn. Còn ông bà thì lại có một cái đức tin ở một cái đấng ân trên. Cho nên điều này khiến cho cả hai bên lúc nào cũng có những cái tranh cãi nảy lửa, mà không phải là em thấy rằng không có lý, hoàn toàn bên nào cũng có lý cả. Cho nên rằng là những cái bạn trẻ đôi khi nếu như mà có xem chương trình này đi thì cũng nên thông cảm cho ông bà một chút xíu. Tại vì ở thời điểm thời xưa chúng ta cũng chia sẻ rằng là công nghệ khoa học vẫn chưa hoàn toàn được phát triển như bây giờ. Cho nên là những cái kiến thức thông tin có thể tín ngưỡng nó có đi sai một chút xíu. Nhưng mà em để ý rằng là cái đạo không sai mà là người hành đạo sai mà thôi. Đúng. Cho nên rằng là có những cái đức tin mình cũng nên tin là có. Nhưng mà nếu như không thì hãy hòa hợp giữa khoa học với lại tín ngưỡng, thì em để ý rằng là nó sẽ hài hòa hơn rất là nhiều, mà dễ thở hơn cho các bạn. Tại vì em thấy tội nghiệp mấy bạn lắm chị. Nhiều bạn nghĩ rằng là cái vấn đề như những bạn nào mà đạo Chúa đi thì mỗi cuối tuần đều sẽ phải đi nhà thờ, thì các bạn nghĩ rằng là cái việc này nó thật sự là không cần thiết cho lắm. Mặc dù rằng là mình vẫn có đức tin, mình vẫn tin là có đấng ân trên, mình vẫn không có làm chuyện gì xấu, mình vẫn làm điều tốt, mình vẫn tin vào luật nhân quả. Tuy nhiên nếu mà các bạn không đi thì gia đình, ông bà, ba mẹ chắc chắn sẽ kêu là nhỏ này bất hiếu, nhỏ này không có đức tin, sống không được, sống như vậy rằng sau này sẽ trở thành người xấu, sau này chết lên không được lên thiên đường chỉ vì lý do rằng là không đi lễ vào mỗi cuối tuần mà thôi. Thì theo chị ý kiến này như thế nào, mà chị có lời khuyên nào dành cho các bậc lớn tuổi không nè? Thường đó, những người lớn tuổi rất là khó để mà thay đổi suy nghĩ của họ. Giống như là em trồng một cái cây mà em đợi đến nó 30 năm, 40 năm rồi, bây giờ em muốn bẻ cái cành nó cong hướng này, bẻ cái cành nó cong hướng kia, tạo dáng cho nó chắc chắn là không được. Cho nên đừng cố gắng để mà thay đổi những người lớn tuổi làm gì. Mà mình quan niệm đó là mình đi lễ không phải là mình thay đổi cái quan niệm của bản thân, mà mình đi lễ là để cho người ở trong nhà. Cho nên có thể là một vài buổi rảnh thì đi, còn nếu như mà không rảnh thì cũng không nên có một cái cuộc gây gỗ quá là gay gắt làm gì. Đúng rồi, với lại một phần nữa rằng các bạn cũng nghĩ rằng là chỉ cần mình có đức tin, tức nghĩa rằng là đức tin đây không phải rằng là mình phải tin vào đấng ân trên. Các bạn cũng có thể tin vào chính bản thân của mình, ví dụ như là mình vẫn cứ làm việc tốt thì điều tốt cũng sẽ đến với mình. Cho nên rằng là hãy cố hòa hợp với gia đình của mình nhiều hơn nhé. Và chương trình Lời Chưa Nói với cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là sự khác biệt giữa các thế hệ đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình, đó chính là lời chưa nói set@gmail.com. Những quý vị khán giả nào vẫn chưa có cơ hội theo dõi trên TV thì hoàn toàn có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của đài, đó chính là Sài Gòn Entertainment Television. Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ rất cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng là hai chị em sẽ gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.